Kính thưa quý vị và các bạn, như mọi khi trong mấy ngày vừa qua đó, tôi lại ăn gian. Tôi vừa nói là hôm nay là thứ 10 giờ này của tôi, đó là 5 phút trước 1 giờ sáng của ngày thứ năm. Tức là nếu mà nhìn giờ giấc đó, thì ở tại Việt Nam bây giờ đó là còn 5-6 phút trước 4 giờ chiều, và ở tại miền đông của nước Úc đó, Melbourne đó, là 8 giờ kém 5 phút ở tại Sydney và Melbourne đó. Thì tôi xin được đi qua đến cái phần 2, tại vì trong cái phần 1 thì tôi thấy có một số người đó, đó rất là nhẹ nhàng nói rằng là chúng tôi cũng muốn biết về cái vụ bầu cử ở tại bên Mỹ nó ra làm sao. Nhưng mà trong suốt mấy cái ngày vừa rồi đó, đó là tôi cứ hay nói đùa đó, tôi bị bão hòa một ngày đó, là tôi không biết là đọc bao nhiêu là tin cả. Xong rồi đó là trong khi cái đời sống của chúng tôi ở tại California này nó bị trục trặc, tức là cái việc mà ra khỏi nhà đó là cái điều rất khó, trừ phi có việc cần kíp không thôi, là tại vì cái trận đại dịch đợt 3 nó đang đi vào đến đây. Và bao nhiêu hàng quán trước đây đó là không có mở ở trong, chỉ có được mở ở ngoài lề thôi, thì họ đã phải đi thuê cắm cọc nọ kia để họ làm kia, bây giờ cũng cùng chẹp hết. Thế thành ra tôi lại trổ tài ngày xưa của mình là nấu nướng lấy thôi. May là trong nhà vẫn còn có cái tủ lạnh, vẫn còn thức ăn, và tôi cũng lại là cái người mà gọi là cũng biết nấu nướng đôi chút. Thành ra cũng, và vì vậy đó, đó để trở lại chuyện đó là tại sao một cái chương trình giải ảo thời sự trong ngày thứ tư bây giờ tôi mới nhảy qua đến tận ngày thứ năm rồi. Và nhiều người bạn của tôi đó, đó là ở tại Hoa Kỳ này đó, là những cái người mà theo dõi tại Hoa Kỳ thì họ thấy họ khổ quá, họ bảo trời ơi, bắt họ thức khuya quá, tại vì bên này đó, đó là 1 giờ sáng, tức là 4 giờ sáng ở tại miền đông, suốt 3 tiếng đồng hồ cách ngỡ nhau ở tại Hoa Kỳ đó là như vậy. Trong khi đó, đó thì có thể rằng là bên Á Châu thì nó đỡ hơn, tại vì quý vị và các bạn ở tại Việt Nam, ở tại bên Úc, khu vực Á Châu đó, đó có thể rằng là nó đỡ bị kẹt, nhiều khi đó là 1-2 giờ sáng chẳng hạn, đi đợi nghe xem rằng là cái ông nội này ông đang nói cái gì đó. Rồi thế thì bây giờ là tôi đi vào cái đề tài đó, mà trước đó tôi lại nhắc đến một chuyện. Trong cái phần đầu tôi có nói về cái nền giáo dục ở tại Hoa Kỳ, và nó là một cái cơ hội, một cái khung cửa hẹp nó mở ra cho những trẻ em thuộc sắc tộc thiểu số tương đối đó, đó là nghèo đến sau lấy là phải làm lại cuộc đời ở bên Mỹ này chẳng hạn, đó là nó có chật vật, trừ sắc tộc gọi là người Mỹ mà gốc Á Châu đó thì vẫn cứ coi giáo dục đó là nó là căn bản, nó đã có cái truyền thống. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại, ngược trở lại đó, đó. Đến cái trường hợp ở tại Đông Á đó, đó. Cả chục năm về trước thì tôi có nói đến chuyện đó. Tôi nói là nếu mà mình nhìn đến ngân sách giáo dục của Việt Nam, những chế độ bây giờ đó, đó, thì chúng ta thấy rằng là cái phần tiền bạc dành cho những cái lớp từ mẫu giáo đến trung tiểu học rất thấp. Trong khi đó, đó, đó thì cái ngân sách cho những cái cấp cao hơn lên đến đại học đó, đó thì lại rất nhiều. Và tôi nói rằng là cái đó là cái điều nó sai. Nó sai và đi về trong chi tiết nó còn nguy hiểm. Từ ngàn xưa cho đến bây giờ đó, đó, chúng ta đều thấy nó có người bực quá bởi người sợ chứ giáo dục gì, thôi đừng có từ từ để cho tôi trình bày hãng, còn nếu không có đó đây làm sao mà tôi nhảy qua cái đề tài chính của chương trình này là cái vụ bầu cử nó kỳ cục ở bên Mỹ này. Cái vấn đề nó là như thế này này, ở tại Việt Nam đó là chúng ta đảo ngược cái thang, trẻ em đi học ở dưới đó là không có được cái học căn bản tối thiểu 9 năm, 10 năm hay 12 năm.
nếu mà cha mẹ không có tiền. Và lúc đó đó thì chúng ta lại thấy những cái trường tư của những cái lớp trung tiểu học đó, nó hoạt động, nó có thầy cô cũng dạy nó kia đấy. Và đương nhiên đó là trường tư thì phải trả học phí, và từ ngàn xưa đến giờ đó, đó là chúng ta đều biết rằng là nhà nước không bao giờ có cái khả năng cung cấp được một cái nền giáo dục công lập, và luôn luôn là chúng ta thấy nó đã có cái hiện tượng gọi là trường tư thầy đồ ở cái ngôi làng đó chẳng hạn đó đấy. Thì đấy là một cái trường tư đấy chứ, có khi có trả tiền học rồi có khi là quà cáp mà giúp cho thầy nó kia, nó là trường tư chứ không phải là triều đình đi lên đến trên đó đó rồi đều là như vậy hết tất cả. Nhưng mà cái nội dung giáo dục đó, đó thì nó một chiều một hướng, và nó cũng có cái tinh thần. Bây giờ có người nói tôi là nhồi sọ, cái đó là nó nhồi sọ cái nền giáo dục của chúng ta đã bị ảnh hưởng của Trung Hoa. Cuối cùng sau đó là chúng ta từ thầy thầy không có cô, hiếm có lắm, đều dạy thì dạy theo cái lịch sử văn hóa của Trung Hoa nhiều hơn là của đất nước chúng ta. Cái đó nó cũng là một cái điều nó tệ. Nhưng mà trở lại đến cái hiện tại đó đấy, thì trẻ em của nước ta đã đó, chúng ta nhìn thấy rồi, nhiều khi rất là đi qua cầu khỉ, bơi qua sông động để đi học, từ nhà cho đến trường ở chỗ đó, đó có thể rằng là 4-5 cây số mà đã trông rất tội nghiệp. Thì chỉ có một cái thiểu số hoặc là học giỏi hoặc là có tiền qua được 12 năm trung tiểu học rồi bắt đầu đi vào đến được đại học, thì chúng ta nhìn thấy cái tháp nó lộn ngược. Trung tiểu học ở Việt Nam đó, đó trường tư là chính, ngược lại đó đó lên đến đại học ở Việt Nam đó là trường công là chính. Mãi về sau này cho nó có một số những cái người có đầu óc tiên tiến nhất thì cố mở ra cái trường gọi là đại học dân lập. Tôi vẫn còn nhớ một trong những cái người mà tôi rất quý, tôi rất nể chính là ông Nguyễn Cư Thạch. Ông mất rồi, nhưng ông và nhiều người khác cũng muốn mở ra cái chuyện đó. Thế thì chúng ta thấy cái tháp nó đảo ngược là như thế này này, một thiểu số ở trên nhờ có tiền có học học giỏi thí dụ như vậy đó thì mới lên được đến đại học. Cái thiểu số đó nếu mà tính đến cái dân số cả nước hoặc là sĩ số của những người đi học từ lớp mẫu giáo cho đến khi thành tài chẳng hạn đó, đó. Cái thành phần ở đó trên cùng đó là một thiểu số mà lại ngốn cái ngân sách rất cao, và cái nội dung của giáo trình đó nó vẫn do nhà nước quyết định, nó không có do tư nhân quyết định. Và cái nền giáo dục và đào tạo đó đó nó không sản xuất ra những cái người có cái khả năng ứng phó, thích ứng với lại cái nhu cầu của, tôi dùng cái chữ này thì nghe nó hơi kỳ, tôi lại sẽ bị mắng, nhu cầu của thị trường hoặc là nôm na là nhu cầu của kinh tế. Thì cái đó, đó là một cái điều nó tai hại. Thì khi đó chúng ta mới so sánh với các cái nước Đông Á mà tiên tiến khác, Nhật Bản, Đại Hàn, họ rất giỏi, kỹ sư của họ rất là thuộc vào hạng nhất trên thế giới nó vào. Thì họ đi theo cái quy trình như thế này, cái giáo dục căn bản đó là phải được cung cấp cho mọi người, và cái đó là nhiệm vụ của nhà nước. Lên đến cái cấp đại học, kỹ thuật cao đẳng vân vân, ra cử nhân, ra kỹ sư rồi hoặc là lên cao hơn nó chẳng hạn đó đó, cái đó đó là họ mở ra cho tư nhân tham dự. Tư nhân có thể là các cái doanh nghiệp, người có tiền mở ra cái chuyện đó. Và cái giáo trình, cái nội dung mà giáo dục đó, đó nó phù hợp với lại cái sự tiến hóa của xã hội, và nó phù hợp với lại cái nhu cầu của nền kinh tế. Thì cái đó đó, đó họ mới trở thành những cái nước tiên tiến.
thì chúng ta đi ngược đầu. Giáo dục trung tiểu học đó, nhà nước buộc được làm kịp, thế là bắt đầu trả học phí. Xong rồi đó, bắt trẻ em trả học phí. Đáng nhẽ ra đó là phải được học miễn phí, và cuối cùng đó là trả học phí, rồi cuối cùng mà cung cấp giáo dục đó nó không có thích hợp thì sau đó nó mới có những cái trường tư, hoặc là dù rằng là học trường công không về phải đi học thêm thầy cô buổi chiều ở nhà nó kia. Trong khi đó đó một cái thiểu số ở trên đó thì có một cái ngân sách giáo dục cao hơn, nhiều hơn, nhưng mà cái nội dung của giáo dục và nhất là đào tạo đó thì nó quá tệ. Chúng ta đi ngược, ngược cả hai, ngược từ dưới lên trên so với lại các cái nước khác. Đó là cái mà hồi nãy trong cái phần đầu lúc mà nói chuyện về trẻ em da đen ở tại bên Mỹ, tôi có nói đến cái căn bản đó là cái nền giáo dục mà tôi có để ý chuyện đó. Và khi mình để ý đến cái trẻ em của nước Mỹ thì tôi cũng để ý đến trẻ em của các nước ở châu Á, trong đó cũng có của Việt Nam mình. Nhưng mà thôi, nói đến cái chuyện Việt Nam đó, thì tự nhiên là tôi lại chua chát và ai oán. Nói đến chuyện Mỹ thì nó lại còn ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn. Có một người ngày hôm qua đó, không hiểu gì cả, nói Pennsylvania gọi là kiện lên các thứ, rồi là bị tố cáo pháp viện đánh văng rồi nọ kia. Chuyện nó tôi bảo rằng là tìm hiểu đi rồi hãy bàn. Pennsylvania đó là có một vấn đề về cái cuộc bầu cử hôm 3 vừa rồi, chỉ về sau đó là họ có kiện lên tối cao pháp viện, họ đòi hai điều của tối cao pháp viện. Cái điều thứ nhất đó là yêu cầu tối cao pháp viện liên bang chặn lại cái việc mà tiểu bang này đó là xác nhận cái kết quả bầu cử hôm 3 tháng 11. Đó là cái điều yêu cầu thứ nhất. Thì yêu cầu thứ nhì đó là họ nói rằng là tối cao pháp viện đó là cho phép nhìn đi xem rằng là cái gọi là quyết định của các cái tòa án hoặc là tối cao pháp viện của tiểu bang đó nó có thích hợp hay không. Thì cuối cùng đó ngày hôm qua, tức là đối với tôi nói ngày hôm qua, nhưng mà thực sự ra đó là tức là hôm thứ ba, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, tối cao nhé, của chính quyền liên bang á, bác cái điều yêu cầu thứ nhất, chỉ có nói rằng là không, và có mỗi một đoạn không có giải thích thêm, còn lại đó là không bác cái điều yêu cầu thứ nhì. Cái điều yêu cầu thứ nhì đó là xin tối cao pháp viện coi lại xem rằng là cái hệ thống luật lệ ở cái tiểu bang đó, nó có phù hợp với lại hiến pháp hay không. Thế thì truyền thông báo chí, tôi dùng cái chữ đó, mỗi lần tôi nói đến cái đó này tôi lại phải đi thèm một cái hình dung từ nó hơi tệ. Truyền thông báo chí khốn nạn của nước Mỹ, nó thất bại rồi, nó kia. Và những con vẹt ở khắp các nơi khác đó, kể cả Việt Nam đó, thì cũng người thất bại rồi, cái đó sai. Họ yêu cầu hai điều, thì một trong hai điều đó thì bác phải chỉ nói không, chúng tôi không quyết định gì đây. Còn lại cái điều thứ hai họ chưa trả lời, đó là chuyện quan trọng vô cùng. Sở dĩ như vậy tôi mới đi vào đến cái phần chính. Tờ mở sáng thứ ba là đêm thứ hai đó, thì tiểu bang Texas nộp đơn kiện 4 tiểu bang khác của nước Mỹ và kiện lên tối cao pháp viện, và kiện 4 cái tiểu bang đã có những cái vi phạm trong cái luật lệ bầu cử. Và cái người nộp đơn đó với lại một dàn luật sư đó, người nộp đơn đó tức là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas. Nó là một cái chuyện lớn. Và khi mà họ nộp đơn như vậy đó,
thì ngay ngày hôm sau, tức là hôm thứ Tư, tiểu bang Louisiana thấy rằng là cái này đúng và huy động tất cả 17 tiểu bang khác. Chuyện nó mới xảy ra ngày hôm qua, tức là ngày thứ Tư, thì tôi bắt đầu tôi cũng phải cái đầu tôi cũng phải chạy đi con thứ năm rồi, ủng hộ cái quyết định kiện 4 tiểu bang của nước Mỹ lên tối cao pháp viện. 4 tiểu bang đó, đó là Georgia này, Michigan này, Pennsylvania và Wisconsin. 4 tiểu bang đó, đó là nếu mà mình đếm cái lá phiếu của đại cử tri đoàn đó, đó là 26 phiếu. Và 26 phiếu đó nó sẽ có giá trị quyết định cho cả cái cuộc bầu cử hôm mùng 3 tháng 11. Và tôi lại phải nhắc lại rằng là cho đến giờ này, những cái cơ chế quyết định về cái kết quả bầu cử đó, đó vẫn chưa chính thức lên tiếng. Tại vì cái cơ chế đó, đó họ có một số những cái quy củ luật lệ nhất định, chứ nó không phải rằng là báo chí tuyên bố nói rằng là cái người này thắng, người kia thắng này là đúng, không phải. Mùng 8, tức là tháng 12 đó, đó thì từng tiểu bang một sẽ phải kiểm lại cái số đại cử tri đoàn của mình. 14 tháng 12 đó, đó thì họ mới bắt đầu đến cái chuyện đó. Ngày 23 tháng 12 đó, họ chuyển cho phó tổng thống cái kết quả của cuộc bầu cử vừa rồi, là bao nhiêu số phiếu của cử tri đoàn cho liên danh này hay là liên danh kia, chẳng hạn là có 3 ứng cử viên cả, thể ông Joe Biden, ông Donald Trump và một người nữa đó là thuộc về một cái đảng gọi là tự do tuyệt đối, libertarian, được rồi, cỡ chừng 3%, 4% tổng số phiếu không được. Rồi, đó là cái ngày 23 tháng 12. Sau đó, đó là ông phó tổng thống, và cho đến bây giờ đó là vẫn là ông Mike Pence, tức là với tư cách đương nhiên là chủ tịch thượng viện, chuyển cái kết quả đó qua cho quốc hội, cũng có hạ viện và thượng viện cứu xét vào ngày mùng 6 tháng giêng. Cứ xét xong, đếm lại phiếu xong đó, đó thấy rằng là tất cả thì đủ hợp lệ đó, đó thì ngày mùng 6 tháng giêng đó mới chính thức tuyên bố kết quả, xem rằng là ai đã thắng cử trong cái cuộc bầu cử tổng thống ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Tôi nhắc lại, mùng 8 tháng 12, 14 tháng 12, 23 tháng 12 và sau cùng đó, then chốt nhất đó, mùng 6 tháng giêng năm 2021. Từ bây giờ đến đó, đó là bất cứ ai mà nói rằng là ông Joe Biden đó là đã đắc cử rồi đó, thì tôi nói rằng là người đó không hiểu gì cả. Mặc dù có thể rằng là có vị nguyên thủ quốc gia nước này nước kia ra giờ đã có gửi điện qua mừng ông Joe Biden đó, thì cái đó rất là chuyện xã giao để phép thế thôi. Không phải rằng là các quốc gia khác đó mà xác nhận thì là ông Joe Biden đương nhiên là tổng thống của nước Mỹ, khi mà các cái cơ chế quyết định của nước Mỹ vẫn chưa lên tiếng, nhất là khi có 6 tiểu bang quy tụ 79 cái lá phiếu đại cử tri đoàn đang có vấn đề đòi phải đếm lại hoặc là đang kiện tụng. Nhưng mà cái chuyện kiện tụng lớn nhất là cái việc tiểu bang Texas kiện 4 cái tiểu bang, nhắc lại Georgia lớn đó chứ không phải nhỏ đâu, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, kiện 4 tiểu bang đó, tức là đứng làm nguyên đơn khởi động cái vụ kiện đó, kiện 4 tiểu bang đó. Và kiện lên đâu? Kiện lên cái cơ quan cao nhất về tư pháp, tối cao pháp viện. Tại vì cái này tôi phải giải thích thêm một chút, khi mà 2 tiểu bang đó mà kiện lẫn nhau đó thì cơ chế nào quyết định? Không phải tối cao pháp viện của bên nguyên hoặc là tối cao pháp viện của bên bị quyết định được cái chuyện đó. Nó là tối cao pháp viện của cả nước Mỹ quyết định cái chuyện đó. Đó là lý do tại sao Texas
kiện bốn tiểu bang và kiện lên tối cao pháp viện của nước Mỹ. Và ngay lập tức có 17 tiểu bang khác ủng hộ, tức là họ không có đứng đơn kiện cùng với lại tiểu bang Texas, nhưng mà họ ủng hộ cái quyết định của tiểu bang Texas và họ nộp một số những cái hồ sơ để hỗ trợ cái việc ủng hộ đó, để nếu mà tối cao pháp viện đó cần có thêm nhân chứng, có thêm dữ kiện các thứ đó, đó thì sẽ tham khảo ngoài cái hồ sơ của tiểu bang Texas. Tính ra nó là 190 trang, tôi có in lại cho nó lớn ra đó, đã đọc tôi cũng toét mắt này, đó cũng là cái chuyện đó đã xảy ra rồi và tôi đọc xong rồi tôi cũng rất mệt. Thưa quý vị và các bạn, khi mà tôi học về kinh tế đó, ở bên Pháp đó, tôi có phải học về luật. Đương nhiên, từ dân luật sang đến đủ thứ, tất cả kể cả công pháp quốc tế và kể cả luật hiến pháp, nhưng mà nó là của nước Pháp. 60 triệu dân, nó là một nền cộng hòa của nó. Tôi phải hiểu được cái căn bản đó, rồi cái gốc nó làm sao, từ luật La Mã như thế nào, từ luật từ thời ông Napoleon lên ra làm sao. Nhưng mà đến qua đến nước Mỹ này đó, thì cái căn bản đó, nó có, nhưng mà cái tình hình nó rắc rối, nó phức tạp hơn. Vì vậy đó là tôi rất khiêm nhượng, tôi nói rằng là có nhiều lúc đó là tôi gặp một cái biến cố đó như vậy. Thì tôi thứ nhất là phải biết nó là cái biến cố gì. Thứ hai đó là phải tìm hiểu, hiểu rõ hơn. Tôi biết được có chừng 30% hay 50% là nhờ có đi học, khi mà học về kinh tế và về kinh doanh. Nhưng mà phải biết rằng là mình không có biết hết được, tại vì nó quá sức rắc rối. Tôi cứ hay nói đùa nước Mỹ chỉ có 5% dân số của thế giới thôi, mà 70% luật sư của thế giới đó là từ nước Mỹ. Thì tưởng tượng xem là nó rườm rà và nó rắc rối đến chừng nào. Nhưng mà khi mà theo dõi tìm hiểu nó như vậy, tôi phải rằng là mình hiểu, nhưng mà sau đó mình lại còn phải cố gắng trình bày lại, cho chia sẻ được cái sự hiểu biết đó với người khác. Và mỗi lần có được một cái yếu tố nó bổ túc cái sự hiểu biết đó thì tôi lại chấm thêm. Thì cái đó mà trong từ cả tháng này, hơn một tháng này rồi, đó là những cái tin tức nó dồn dập. Nhưng khi là đương nhiên chưa kể cái đại dịch nó đang hoành hành trên nước Mỹ này, nó là một cái vấn đề, nó làm cho mình bị, tôi có dùng chữ là bão hòa đó, là tràn ngập những cái tin tức và nhiều lúc mình không biết đường nào mà bỏ, tại vì nó có quá nhiều như vậy, là sao phải lọc hết tin những cái thứ đó như vậy. Thì tôi có một cái chương mục Facebook, tôi có trình bày nhiều lần rồi, lấy tên là Dynamics for All. Quý vị gõ Facebook nghĩa 72, đạt nghĩa 72, quý vị sẽ ra cái đó. Thì tôi cập nhật mỗi ngày đó, là cả chục những cái tin cập nhật nhất và từ những cái nguồn tin khác nhau. Nhưng mà tôi kiểm chứng lại, tôi cho rằng là cái tin đó nó xác thực, nó không phải là fake news, mà nó không phải là tin giả, thì tôi đưa nó lên chuyện đó. Cái đó đó là trên cái Facebook của ngoài này. Nhưng mà còn lại cái livestream tôi cố gắng duy trì với chúng ta ở trong, thì tôi vẫn làm được chừng nào hay chừng đó. Thì bây giờ đó mới nhắc lại là nó có tiểu bang Texas, họ đã có kết quả bầu cử đâu ra đấy rồi. Ông Donald Trump thắng, và cái ông gọi là bộ trưởng tư pháp của cái tiểu bang đó đứng đơn cùng với lại một số những cái chức khác. Họ kiện bốn cái tiểu bang kia, họ kiện bốn cái tiểu bang kia đó là đã vi phạm cái luật lệ do hiến pháp của nước Mỹ quy định. Nhiều người không hiểu, nói rằng là mỗi tiểu bang đó là có tổ chức bầu cử theo kiểu của mình, tại sao mà gọi là bạn bắt tối cao pháp viện can thiệp chuyện đó. Cái đó tôi phải giải thích thêm. Hiến pháp của Mỹ có quy định rằng là mỗi tiểu bang có một cơ chế quyết định về cái việc bầu cử. Cơ chế đó, thưa quý vị, nó là lập pháp, tức là do những cái giới dân cử địa phương
do người dân bầu lên để quyết định về cơ chế. Cơ chế lập pháp đó mới có thẩm quyền quyết định về ngày giờ và cái thể thức đi bầu nó ra làm sao. Pennsylvania đó phạm luật, cơ chế lập pháp đó không quyết định, để cho tối cao pháp viện của Pennsylvania quyết định về chuyện đó, cơ quan tư pháp chứ không phải là cơ quan lập pháp, cái đó là sai. Rồi lại viện dẫn rằng là vì có cái trận đại dịch đó thay đổi một số những cái luật lệ, mà những cái luật lệ đó là phải là những người làm ra luật quyết định, tức là dân biểu nghị sĩ của cái tiểu bang đó, họ sai. Và vì vậy nó mới gây ra những cái vi phạm. Và vì vậy đó thì người ta mới kiện. Người ta mới kiện thì hôm qua, hôm kia, trở lại là thứ ba. Tôi cả pháp viện nói là không, chúng tôi không có giải quyết cái chuyện mà quý vị kiện, nói rằng là không, ngừng, không có cho xác nhận kết quả bầu cử ở tại Pennsylvania. Nhưng mà còn cái phần thứ nhì đó thì họ có yêu cầu, họ có đòi tố cáo pháp viện cho ý kiến rằng là về những cái luật lệ liên hệ đến cái việc bầu cử đó, nó có hợp hiến hay không, thích hợp với hiến pháp hay không. Thì lúc đó tôi mới trở lại một cái vấn đề căn bản nhiều người có khi không hiểu, đang là cái chuyện đó, chuyện bầu cử là của từng tiểu bang. Mỗi một tiểu bang có quyền quy định một số những cái khuôn khổ về bầu cử, nhưng mà nó phải nằm trong một cái hệ thống chung. Cái hệ thống chung đó là do hiến pháp quy định, không phải là do ông Tổng thống Mỹ quy định, không phải là do Thượng viện của Mỹ, Thượng viện của chính quyền liên bang, các 100 nghị sĩ liên bang hoặc là 435 dân biểu của gọi là hạ viện chẳng hạn, cái đó không. Đó là do địa phương, nhưng mà phải căn cứ trên cái luật lệ đó. Là tại vì nếu mà không có đó, thì cái niềm tin của cử tri, của người dân vào lá phiếu đó nó bị đe dọa, thậm chí nó bị mất. Và cái điều đó nó từ cái tiểu bang này đó, nó ảnh hưởng đến cái tiểu bang khác. Là tại vì 50 tiểu bang đó có những cái thẩm quyền quyết định riêng, nhưng mà đều vẫn nằm ở trong một cái tập thể chung đó, là một cái thể chế cộng hòa liên bang của Mỹ. Bây giờ đó là tiểu bang bên cạnh của chúng tôi đó là lần cho bầu cử tầm bậy tầm bạ các thứ đó thì cái người dân của chúng tôi ở tiểu bang này đó thích cái trò tầm bậy tầm bạ chạy qua bên đó hay sẽ làm sao. Và ngược lại đó là nếu mà bên đó là có những cái chuyện gọi là nó bê bối, nó phạm luật đó, nó ảnh hưởng nó đến tiểu bang của chúng tôi, và nó quan trọng nhất nó ảnh hưởng nó đến tâm lý, cái niềm tin của người dân vào lá phiếu, căn cứ trên chuyện đó thì họ mới kiện. Tại vì vậy đó là tiểu bang Texas đứng đơn đầu tiên hết kiện. Lập tức ngày hôm sau có 17 tiểu bang khác. Tôi không có thể nào kể hết được. Tôi có ghi lại ở trên cái Facebook của tôi. Dynamax mà giờ tôi không có thể nào giờ tôi nhớ được kể hết. Với lại quý vị có lẽ cũng không có nghe. Có khi ngày mai ngày mốt còn thêm nhiều tiểu bang khác hưởng ứng với lại 17 tiểu bang này hỗ trợ Texas. Họ không đứng đơn, nó thành ra 18 tiểu bang ở bên nguyên đơn náo loạn lên, thì Texas đi tiên phong là cái mũi nhọn. Nhưng mà ở đằng sau đó có 17 tiểu bang thông báo chính thức với tài liệu hồ sơ hẳn hoi gửi lên tối cao pháp viện: chúng tôi ủng hộ quyết định kiện tụng của tiểu bang Texas. Nếu mà quý tòa cần chúng tôi giúp đỡ hỏi ý kiến gì đó thì chúng tôi có đây, đã nộp cái hồ sơ đó. Tưởng tượng xem rằng là mười mấy cái tiểu bang đó đùng một cái gửi lên tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện không chỉ có 9 người ngồi ở đó, bao nhiêu là luật sư nhân viên ở dưới đó, tức là trong mấy ngày hôm nay họ bù đầu lên. Chưa hết, chiều
ngày hôm thứ Tư, tức là chiều ngày hôm qua đó, chính quyền Bill Clinton chính thức trình bày với lại tối cao phản biện: chúng tôi, chính quyền Donald Trump chính thức thông báo với lại tối cao phản biện rằng là chúng tôi có là luật sư lo về cái vụ này, và chúng tôi muốn hỗ trợ tham gia vào cái vụ kiện của tiểu bang Texas. Bên cạnh đó, họ gửi thêm một cái hồ sơ gọi là bổ túc: chúng tôi cung cấp thêm những cái chứng cứ để cho quý tòa, tức là tối cao pháp viện, có thể thẩm xét cái vụ kiện của Texas chống lại 4 tiểu bang kia, tức là bây giờ đó là có 18 tiểu bang. Texas đi tiên phong, 17 tiểu bang hỗ trợ, cộng thêm với lại dàn luật sư của ông Donald Trump, kiện 4 tiểu bang. 4 rồi nha, 6 tiểu bang đang có vấn đề nhưng mà họ tập trung kiện là 4 tiểu bang. Và 4 tiểu bang đó, đó là tổng số gọi là đại cử tri đoàn ở đó, đó là 62 đến. Và nếu mà giải quyết được cái chuyện đó, đó thì tức là cái cuộc bầu cử của nước Mỹ nó đi qua cái ngã rẽ khác. Nó không thể nào là ông gọi là Joe Biden đắc cử. Nhưng người ta đã hôi hoa từ tờ mờ sáng thứ Tư. Tại vì đêm thứ Ba, ông Trump đang dẫn đầu tại số tiểu bang đó, xong rồi đó là tại chỗ này thì là bị cái vòi nước nó chảy, chỗ kia bị trục trặc cái gì đó, nó ngưng lại hết cả. Rồi đến ngày hôm sau đi đếm phiếu lại, và trong lúc đếm phiếu đó thì những cái người đại diện đi kiểm phiếu bên phía đảng Cộng hòa đã không có được tham dự. Và lúc bây giờ nó có những cái lá phiếu từ trên trời rơi xuống, từ tiểu bang khác chạy qua chẳng hạn, nó làm báo lộ lên hết. 3-4 ngày sau đó đã thì ông Joe Biden đã đang chuyển bại thành thắng. Cái chuyện đó đó là cái chuyện mà nó quá sức, nó kỳ cục, và nó gây căm phẫn ra gì, cuối cùng nó mới đưa dẫn đến một cái cuộc khủng hoảng. Thế thì tôi chỉ trình bày mô tả sự kiện nó như vậy mà thôi. Và tối cao phán viện yêu cầu 4 cái tiểu bang bị kiện được nghiên cứu cái chuyện này, cho họ biết cái hồ sơ kiện tụng ra làm sao để đưa ra một cái văn kiện gọi là cãi lại như thế nào đó, hạn chót để nộp cái đó đó. Thưa quý vị và các bạn, mùng 10 tháng 12, tức là ngay ngày mai thôi, thì tưởng tượng xem rằng là ngần ní tiểu bang 19 tiểu bang, nhưng mà kể thêm gọi là cái dàn của Donald Trump kiện 4 tiểu bang kia, có thể rằng là đọc cái bản cáo trạng ở bên này, rồi căn cứ trên đó là trả lời ra làm sao mà chống đối, giải thích các thứ nó như nào thế. Và 9 vị thẩm phán của tối cao phán viện qua hết, họ không thể nào họ đọc hết một cái núi hồ sơ như này đâu, tức là nhân viên ở dưới mà đều là những cái người giỏi luật, biết luật, nhìn thấy cái tài liệu của tiểu bang Texas tá hỏa tàn tính, tại vì họ ghi rõ ràng tham chiếu hiến pháp như thế nào, tham chiếu những cái nỗ lực mà cải tổ cái hệ thống bầu cử như thế nào, họ có danh sách hết, và căn cứ trên những cái án lệ, tức là những cái tiền lệ đã được giải quyết. Tối cao pháp viện đã giải quyết cái vụ kiện này, vụ kiện kia, các thứ khiếu nại ra làm sao đó, đó là họ ghi rõ ràng ngày nào, tháng nào, hồ sơ số bao nhiêu, ở trang nào đó họ cũng ghi như vậy. Chỉ có nhìn thấy cái chồng án lệ đó không thôi, đó cũng đã thích kinh rồi. Và thưa quý vị và các bạn, thông cảm nhiều khi tôi nói nhiều các thứ, giờ giấc của tôi nó lung tung lên hết, tất cả là tại vì tôi đọc xong đó, tôi cũng hết hồn. Bắt tôi đi thi lại đó, đó chẳng hạn là bây giờ tôi gặp cái môn đó thì chắc là tôi rớt ngay đầu đường rồi, tại vì nó rắc rối vô cùng. Thành thử chúng ta phải kết luận rằng là tiểu bang
Texas không phải rằng là ngẫu nhiên, tự nhiên một cái đêm thứ hai vừa rồi đó là tự nhiên cao hứng, đó là trước 12 giờ đêm đó là phóng qua tối cao phát viện một cái sấp hồ sơ vậy, tức là họ đã phải chuẩn bị từ lâu, dàn luật sư của họ đó là cũng phải tìm hiểu vấn đề viện dẫn điều này điều kia ở đâu nó ra làm sao chuyện như nào, họ phải có cái đó, và tối cao phát viện đó đó cũng phải nhìn đến chuyện đó. Và bây giờ đó là không chỉ có Texas mà còn có 18, 17 tiểu bang khác hỗ trợ, cộng thêm với lại tối hôm qua tức là tối thứ tư đó, đó là chính quyền Donald Trump nhập cuộc, chúng tôi cũng muốn tham dự vào trong cái việc này. Và chưa kể rằng là còn có một ông nghị sĩ Ed Cruz của tiểu bang Texas, trước khi là nghị sĩ ông là một học giả về luật hiến pháp, ông tự nguyện ông bảo rằng là chúng tôi sẵn sàng, nếu mà tối cao phá viện có cần hỏi ý tôi sẵn sàng, căn bản tôi gốc là luật sư, tôi có đủ thẩm quyền khả năng về mặt pháp lý đó, chứ không phải là tôi là một cái người gọi là danh gia đầu đường xó chợ, không có. Chúng ta làm như vậy, Ted Cruz cũng muốn nhảy vào nữa, ông nói là nếu quý vị cần đó là tôi sẽ là cái người đại diện bên phía của ban tranh cử cũng Donald Trump, trình bày cái sự thể nó ra làm sao để quý tòa đó là căn cứ trên đó mà cứu xét. Thì tức là mới đầu mình tưởng nó là một cái mớ bòng bong, thì tình ra thực tế ra đó, nó vẫn có một cái nền tảng về luật pháp. Tôi mới phải nói rõ hơn cái phần đầu, tôi có nói rằng là tại sao cơ quan lập pháp của các tiểu bang có thẩm quyền quyết định về cái việc bầu cử của cử tri cư dân của mình ở trong tiểu bang đó, nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái quy định căn bản của hiến pháp, chứ không phải rằng là thay vì rằng là tổ chức bầu cử mùng 3 tháng 11 còn múi giờ nó còn khác nhau các thứ gì không, tôi tổ chức cái đó là ngày mùng 5 tháng 10 cơ. Ví dụ như vậy đó, cái đó không được là tại vì cả nước còn lại chuyện kia nó phải có một cái quy định chung, chúng ta sống dưới cùng một cái mái nhà để mỗi người một phòng trang trí theo kiểu của mình chẳng hạn đó, nhưng mà vẫn phải tôn trọng cái kỷ cương cung. Thế thì có người nhắc tôi là ông Ted Cruz đã từng tranh tụng tại tối cao pháp viện, có rất nhiều kinh nghiệm. Đúng rồi, trường hợp thứ nhì nữa là cái bà Sidney Powell cũng vậy, bà đã tranh tụng cái chuyện đó 500 trường hợp, 500 hồ sơ khác nhau, coi như là bà thắng đến 70%. Họ là những cái người mà biết những cái điều gì họ nói, và khi họ nói đó là họ có tham chiếu, họ có cơ sở, chứ không phải là gì ứng khẩu lên nói bậy đâu. Nghe cái chuyện anh biết thành viên anh bảo ở mới đầu thì thấy nó rối bèng bèng lên. Một lần tôi có nói đến cái chuyện mà gọi là cái thể chế dân chủ trong cái chuyện gian lận bầu cử nó ra làm sao, thì tôi có nói rằng không, dù sao đó là nước Mỹ nó có một cái chuyện kỳ cục như vậy về bầu cử, gian hay không có gì người ta đang cãi nhau. Thế nhưng mà nó cũng có những cái quy định rõ ràng từ đã lâu rồi, từ năm 1804 cho đến bây giờ. Thành ra nếu một căn cứ trên cái cơ sở đó thì có thể rằng là nó là một cái phương án giải quyết được những cái mâu thuẫn đó, và làm thế nào mà đọc để cho cái ngày mùng 6 tháng 12 này đó, đó là Hạ viện và Thượng viện có thể quyết định được cái đó một cách suôn sẻ và được phần lý tiểu bang đồng ý. Nếu mà không có đó thì nó sẽ lại đi vào, cũng căn cứ trên hiến pháp nó lại đi vào một cái chuyện khác. Cái đó là chuyện mà chúng ta sẽ xét sau 40 phút. Rồi rồi thì có một người trong cái phần trước tôi nói về những người da đen đó, có người nói rằng là people Candace Owens trong cái phong trào gọi là Black Sheep, Black Exit, cô nói rằng là cái tổ chức mà Ku Klux Klan mà giết hại người da đen đó là do Đảng Dân Chủ lập ra. Tôi nói là đúng,
hoàn toàn đúng, nó là lịch sử của nước Mỹ. Thời đó đó là chúng ta mới nhìn thấy rằng là trong sau cái cuộc nội chiến hạn đó, thì những cái người ở phía Bắc đi theo nền kinh tế đã công nghiệp hóa, những cái người ở phía Nam nó là vẫn còn sống chủ yếu là nhờ nông nghiệp và cần nhân công rẻ. Họ ở miền Nam đó là duy trì giữ lại chế độ nô lệ, không giải phóng người da đen, trong khi miền Bắc đó là thì bị khác. Thì cuối cùng nó mới có cái cuộc nội chiến, và trong cuộc nội chiến đó thì ông tổng thống Abraham Lincoln đó là bị giết chết. Sau đó đó là một ông phó tổng thống là ông Johnson, ông lên ông thay. Trong cái cuộc nội chiến đó có một viên tướng rất tài ở cái phe miền Bắc, Ulysses Grant, sau này ông là tổng thống. Ông mới nói rằng là chúng ta giải phóng những người da đen trên lý thuyết, trong thực tế đó là họ vẫn bị những người da trắng. Thưa quý vị các bạn, người theo phương hướng đảng Dân Chủ đàn áp, không tôn trọng họ, coi họ như là súc vật, thậm chí từ đó nó mới có cái phong trào đó là đi lùng tìm người da đen, thiêu sống họ, đó là cái phong trào Ku Klux Klan ở cả. Chính ông Willis Brandt ông mới vận động để có một cái tu chính án số 2, mà bây giờ là người ta xuyên tạc, cũng lại là một cái bọn chính trị gia lưu manh và truyền thông báo chí khốn nạn. Tu chính án số 2 đó là cho các công dân Mỹ được quyền có súng, và chủ đích đó là cho phép người da đen đã ra khỏi chế độ nô lệ rồi, mà luật lệ đã rõ ràng như vậy, nhưng mà họ vẫn bị đàn áp trong thực tế. Cho phép người da đen được có súng để tự vệ. Gốc gác của cái tu chính án số 2 là nó đến từ đó. Và một trong những cái người thượng nghị sĩ trong cái thế kỷ thứ 20 này nè, ông vẫn còn sống mãi cho đến gần đây đó, Robert Bush là một trong những lãnh tụ Ku Klux Klan. Ông đó là một nghị sĩ có gọi là uy tín, của từng thế của Đảng Dân Chủ. Thế bây giờ là nó nói chuyện thì nó cứ đảo ngược lên, và người ta xóa cái kiến thức về lịch sử của trẻ em nước Mỹ. Nỗi trẻ em nước Mỹ bây giờ đó đó là hỏi giữa Stalin với lại ông Bush con đó đó, thì thích ai hơn, biết ai hơn, biết thích Stalin hơn chẳng hạn. Chuyện đó 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 là nó đã có, thưa quý vị và các bạn, cách đây mười mấy năm rồi. Cái sự sa đọa của cái nền giáo dục của nước Mỹ nó tệ đến như vậy. Vì vậy chúng ta mới có cái phong trào bây giờ là nói đến cái chuyện xã hội chủ nghĩa, tưởng rằng là xã hội chủ nghĩa của Bắc Âu nó là cái trò bịp bợm, xã hội chủ nghĩa mà dùng những cái phương pháp cộng sản, cái đó nó mới là cái chuyện nó nguy hiểm, là một trong những cái phương pháp cộng sản hay là phát xít, chính là gian lận không cứng, mà chúng ta đang chứng kiến cái kết quả làm sao. Còn hậu quả nó như thế nào thì chúng ta chưa biết. Tôi xin phép được dứt lời và cảm ơn cái sự gọi là kiên nhẫn của quý vị và các bạn trong một cái chương trình dài đến 45 phút. Nhưng mà tôi không mệt. Xin quý vị và các bạn đừng có lo. Chỉ mong rằng là những cái điều tôi trình bày đó đó, nó cung cấp cho quý vị và các bạn đó một số những cái thông tin căn bản. Tôi nói lại rõ ràng. Nhiều người bảo tôi là cuồng Trump, cái chuyện đó đó không đúng đâu. Tôi không có ăn nhậu gì ở trong cái cuộc bầu cử. Ông Trump có thắng hay là ông Biden có thắng, cái đời sống của tôi cũng vậy, là tại vì tôi là ngoài cái vòng. Thế nhưng mà cái gì đúng mình phải nói là đúng, cái gì sai phải nói là sai. Cũng giống như vừa rồi tôi xác nhận lại là cái cô Candice Owen, và cô nói rằng Ku Klux Klan là của Đảng Dân Chủ. Nhiều người nghe không hiểu, nhiều người Mỹ không hiểu, huống hồ gì là những cái người ở các cái quốc gia ở xa khác. Tôi phải nhắc lại, tôi kết thúc bằng cái chuyện đó. Sau khi tôi đã nói về cái vụ bầu cử,
Bây giờ đó một tiểu bang đứng đầu kiện bốn tiểu bang kia, lập tức ngày hôm sau có 17 tiểu bang do Louisiana vận động xuất hiện cùng một lúc hỗ trợ Texas. Rồi đến buổi tối thứ tư, chính ban tranh cử của ông Donald Trump, chúng tôi cũng nhập cuộc vào trong chuyện đó, cũng kiện bốn tiểu bang kia đi theo tiểu bang Texas. Chuyện đó nó ly kỳ và cái rừng luật lệ của nó các bác rất là đáng sợ. Và nếu mà không đọc cái luật lệ đó mà viết theo như là mấy cái người nhà báo đó, đó thì chỉ có làm cho người ta đó, đó có đầy nhiều âm ồn nào mà không có những cái tiếng nói của sự thật, thì như vậy đó, đó cũng đã là một cái sự sa đọa của cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.